Nhìn các cháu thương lắm mọi người ạ. Đây, đây là cháu nhỏ là cháu Bảo Trinh, cháu lớn là cháu Bảo Trâm. Hai cháu đang rất là nhỏ mọi người nhé. Rồi mình tới nhà cháu Bảo Trâm rồi này. Vào vào nhà đi con, vào nhà đi. Bảo Trâm với Bảo Trinh mọi người nhé. Thì ra đây mưa, các cháu không đi học rồi lại ở nhà đây này. Chơi nên thế là tới nhà rồi này. Đó. Ê các con vào nhà đi, vào nhà. Đây, nhà của anh Nhiên lần trước nhà rất là nghèo nghĩ nhé. Thì mất năm ngoái, bệnh ung thư. Đó, thôi tới nhà. Tới nhà cháu rồi này. Đang ở ngoài trời mưa to này mình nhé. Đó, mọi người này. Con vào nhà đi, vào nhà đấy con, mưa vào nhà đi. Đó, nhà đây này, đây này, trên này thế tới trường nhưng mà cháu không đi học, thế nên tới nhà này. Nghe mấy cháu nói là lớp cháu Bảo Trâm mọi người nhé, lớp 4/1. Thì nghe mấy cháu nói thì sáng nay Bảo Trâm cũng không đi học. Thì chắc lát thế sẽ lên nhà của Bảo Trâm luôn. Để ấy, tiền nộp học phí cho cháu và gặp cô chủ nhiệm mọi người nhé. Đây, ngoài kia đang trời rất là mưa to. Đây, Bảo Trâm này. Đó. Mình lát mình sẽ đến nhà Bảo Trâm để ấy để xem như nào, tại sao là cháu không đi học sáng nay và chiều hôm nay đó. Đây các cháu đã thấy mình quay lên video cháu rất là vui. Đây là hai cháu mọi người nhé. Lần tháng trước thì thế đã nộp cho cháu Bảo Trinh, đây là em gái này, còn kia là Bảo Trâm lớn đang học lớp 1, hai cháu còn rất nhỏ tuổi lắm mọi người ạ. Thì hoàn cảnh gia đình rất là đáng thương, anh thì mất rồi, gia đình nghèo, anh Nhiên thì ông ấy mất ung thư. Nhưng ai chưa xem video của thế trên TikTok và YouTube, xem lại các video cũ sẽ thấy mọi người nhé. Đây, lát mình sẽ khi mà chụp hình nhà cái này xong cho các cháu, rồi bắt đầu mình sẽ tới gặp cô chủ nhiệm để nộp tiền cho các cháu mọi người nhé. Thế xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đây, lúc này thế có đến trường nhưng mà các cháu không đi học do mưa. Gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn như này, mong gặp được quỹ mạnh thường quân giúp đỡ cho hai cháu nhiều hơn và gia đình chị Kê thì Úc mọi người nhé. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Nhìn các cháu thương lắm mọi người ạ. Đây là cháu nhỏ là cháu Bảo Trinh, cháu lớn là cháu Bảo Trâm. Hai cháu đang rất là nhỏ mọi người nhé, thì không may bố mất sớm rồi, bị bệnh ung thư. Anh Minh Nhiên bệnh ung thư, còn lại một mình chị Kê thì Úc. Gia đình thì thuộc hộ nghèo mọi người nhé. Khó khăn, nhà này thì nhà nhà nước cho ông làm lâu mà cũng chưa xong tới giờ luôn. Lúc này thì cháu đang chơi ngoài kia, chơi đất á, dầm mưa nên thế kêu các cháu vào đây này, ở nhà mong gặp được quỹ mạnh thường quân giúp đỡ cho hai cháu này. Một cháu thì bỏ học rồi, một cháu thì còn học lớp 6 nhưng mà bỏ học không, do gia đình rất là nghèo nên đi làm thuê trong Sài Gòn rồi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và cảm ơn cô Wendy Dương, cô Giang Thùy đã hỗ trợ cho các cháu số tiền học phí 500.000 đồng như này. Cảm ơn cô rất là nhiều. Chia cho cháu kia mọi người nhé. Đó, mình đang dầm mưa để quay ở ngoài này. Đó, nhà anh Nhiên và nhà chị Kê thì ốp anh Nhiên mất lâu rồi. Lúc này thì các cháu đang chơi bùn đất ở đây này. Đó, đó ở đây này, đây đây. Lúc mà mình mới tới này, đó đó. Rồi mình kêu các cháu vào nhà. Còn đây là chiếc xe máy của Thế này, đó, xe máy trả góp lâu rồi. Đó, Thế đi làm thuê để trả góp này, đó, các cháu mình thương lắm. Nhà của anh Nhiên và chị Kê thì ốp kìa mọi người nhé. Đó. Mấy ngày rồi các cháu không đi học đó, lúc mà mình tìm hiểu hỏi các cháu lúc này đó. Do không có tiền nên các cháu ngại ngùng á.